Hồi sáng nay sư phụ bị té thưa quý bà con. Giờ là thấy mệt lắm rồi. Điều cái máy có nghe con nói không? Không nghe luôn quý bà con. Điều cái máy trở thính mà không nghe luôn. Sáng dậy xong rồi xuống nhà vệ sinh rồi trợt té rồi cái gì đó, nó đập vô bụng á. Hồi sáng có thoa thuốc rượu cho sư phụ ở phòng bụng, rồi sáng giờ tự nhiên hay ho nữa, mỗi lần ho là bị tức. Mày Dạ con nghe, con nghe. Bà ở mình đó nè, chầm lấy chung nước, lấy cái ly chầm nước nó lên tới chừng này thôi nè, rồi Mẹ chứ bình không không? á, ba bình nó không hàng đó. Cho nó lên nữa, Lấy nước lọc luôn. là nước nào cũng được hết. Mới đi gọn gọn hay chứ để nó đổ ra hoài. Một ly đã chai chia ra ba bình. Thôi được cái này, đó như đó là rồi. Rồi mới vừa giúp sư phụ rót nước. Mày thu cái gì mà hồi hôm mày để thu gì mà hôm để trong kia Dạ mở kinh á. À, cho nó vang ra. Để ở chỗ đây nó bị bí âm. Sao còn đâu không? Còn đâu không? Còn đâu không? đi nó giọng tức lắm.
Ủa là mình trọt té không sao không? Bị cái này là mai là mày chở tao đi khám mắt. Nhưng mà nó bị cái này vàng mày mốt. Chú nó nói tao không có nghe. Để coi khám đi nó làm sao rồi. Lấy thuốc không? Kia là cái xe của sư phụ. Từ hồi nhỏ giờ xe là mấy chục năm mà. Từ hồi nhỏ giờ đã thấy rồi. Cái tầm 30 năm. Bệnh viện mắt nó nằm dưới cầu dứa phải không? Dạ. Do nó hoặc nó ngã đổ qua. Với mày quay gì vậy? Quay lại những tháng ngày ở cùng sư phụ. Quay lại những ngày ở cùng sư phụ. Quay thấy nó quay ở đây mà cái dựng cái cao lên đó. Quay những ngày ở cùng sư phụ đâu? Đêm qua là con mở kinh mà. Cái nhà tao không nghèo quá vậy đó. Trời ơi, mở kinh chú Đại Bi với lại kinh Địa Tạng á. Hồi bữa mở mà để nó ở trong cái chậu á, nó bị rì cái lo. Hôm cả đêm mà tôi răng rỡ miếng là một con cái yên nội nó ngọt ngọt mà nó giọng nó tức nằm nghiêng chút quay xây lại mỗi lần ngồi dậy một cát là tôi kêu trời không đâu tức mà bị cái gì đâm vô vậy bị gì cái xe đó chạy ra ngõ quán bánh nước kìa ra tới rồi đó cái rà chúng này nó giật tôi nó tắt máy chân yếu mình chống đâu có được rồi tôi chủ động cho nó ngã luôn mà nó ngã trúng cái xe đạp nó quăng nguyên cái lạc mà rồi hiểu trúng cái cỏ lái à. Tụi rồi đó nó xúm nó đỡ thôi vậy ồ cái chứ rồi nó không có nó về đêm hôm biết chỗ này tùm lum hết chỗ này nữa chục ngày hôm qua đúng là nó đau cho cái gậy đi thốn cũng đau mà sáng đỡ ngay không ai làm gì đó, xuống làm nghe dạ kiểu tắm rửa rồi nó đau trở lại ở dưới đó mày thu ẩm gì dạ mày thu âm với cái gì thì thu âm tất cả mày phải có một mục tiêu với thu âm cái gì mới được chứ dạ thu âm nhạc không biết sư phụ có nghe không mọi người quý bà con là thu nhạc á thu nhạc hát mình thu lại
Đó thầy cái này tu nó. Tối nay con đi đám cưới. Làm đám cưới. Là ngồi chơi chút xíu là con đi đám cưới ở dưới Nha Trang á. Ta nói bây giờ làm ăn nó khó khăn điều trời ở đó. Thật là cái gì mà làm được là làm. Mà còn làm mà không được, mà nó không có tiền nữa. Mà thiên hạ coi không có ra gì đâu. Cũng trễ mà cái gì mà không có tiền là làm mà không có ngại gì hết. Lựa cái việc đó mà người ta làm. Chỉ có của mình chủ động thôi. Chứ bây giờ làm công một là làm này làm kia là không khó. Thất nghiệp đều trời hết. Bây giờ chỉ có mấy cái quán nhậu. Mang cái giật. Mấy quán nhậu mang giống cà phê thôi nha. Định là ở nhà nằm không chơi với sư phụ một tháng. Tại cái máy tính nó hư rồi. Không biết làm sao luôn á. Cái máy tính nó hư, không có làm việc được. Này không xem con đem nó coi thử cái bộ phận nào mà. Dạ, giờ xíu đi. Ta thay lại. Mà máy tính nó bây giờ nó cũng rẻ chứ đâu có mắc đâu. Mẹ 7-8 triệu gì mày mua mẹ nó cái laptop gì xài. Sư phụ lớn tuổi mà sư phụ cũng đành lắm thưa quý bà con. Loại đó mày nguyên cái ổ của nó thay đồ nó mắc. Ba cái đồ cũ nào mà đem này thay là nó một nửa tiền của cái mới. Thưa quý bà con thì qua đây cũng xin nói với quý bà con luôn là mùng 1 Tết nhà bị chập điện thưa quý bà con. Nên ngày hôm đó là cái máy tính để làm việc là bị cháy rồi. Cháy hết ở phía sau luôn. Nên tới bây giờ vẫn chưa làm được cái gì. Hồi bữa giờ vẫn nằm ở nhà. Lại sư phụ. Bạc giờ không có giá trị. Mệt như vậy. Có một anh đang chở đá què rồi khi vào đá bị rớt xuống.
Mấy bữa nay quý bà con nào có đang theo dõi kênh thì sẽ biết là mỗi đêm tôi đều livestream đọc kinh chú Đại Bi. Hiện tại thì đang mua cái máy đọc kinh. Ngồi ở trên đây là chuyên có cái ông hàng xóm, chiều nào ông cũng qua, ông nằm, ông mới qua nằm. Rồi mát quá mà. Đứng dậy cũng khó nè. Đứng nổi không? Rồi, đứng không nổi rồi. Ah.
Trời ơi, sư phụ thích tự làm. Mẹ đây giúp. Cảm ơn. Chuyển vị trí ở bên trong để ngồi. Giờ nằm nghỉ hay làm gì nữa? Rồi sư phụ bớt thuốc rượu. Rồi bị băm ở phía sau à? Chân cẳng sư phụ yếu, sư phụ sẵn thoa xuống ở những cái phần gân nhường ở chân luôn. Sẵn quay xong clip này mình sẽ coi lại cái cách mà sư phụ xoa bóp thuốc rượu lên chân như thế nào thưa quý bà con. Rồi để sau khi tắt xong clip này thì tôi sẽ qua sẽ thoa thuốc rượu dùm cho sư phụ thưa quý bà con. Dán chỗ bị cái cổ lái của cái xe đạp đâm vô, hồi nhỏ cũng hay bị cho màng sườn đó, đau lắm. Sư phụ già yếu rồi mà không biết nó có bị tổn hại gì tới xương không. Sau khi giải thích cho sư phụ là tôi quay lại để làm kỷ niệm về để
Rồi. Rồi này. Rồi sư phụ đứng dậy rồi. Vẫn thắc mắc mà sư phụ chưa giải thích cái lá bùa này là nghĩ là cái gì. Ủa sư phụ, đi đây nghĩa là gì sư phụ? Sư phụ vẫn không giải thích. Đây là cái gốc của sư phụ. Sư phụ để sắp xếp như vậy, nhưng mà thay đổi một cái là sư phụ biết liền. Rất là ngăn nắp thưa quý bà con. Nên là những cái ngày đầu mà về ở thì hay bị sư phụ la. Giờ ở không có ngăn nắp, sư phụ ở quy trình, quy chuẩn chung là rất là khắc khe. Thì bị sư phụ la biết á. Mà về đây cũng học tập được nhiều hơn. Nếu như bước vào trong tu tập, trong đạo pháp thì phải chuẩn bị trước cho mình, có thể sẽ ở một mình khi về già. Kẻ đời giúp người, cũng bây giờ thì về già vẫn lủi thủi ở một mình. Sư phụ rất là thương, nhìn thương lắm quý bà con. Có lẽ là từ nay về sau tôi sẽ ở cùng với sư phụ đến khi mà sư phụ không còn tồn tại ở trên thế giới này nữa. Tôi sẽ ở đây đến ít nhất là tới ngày đó để ở cùng sư phụ. Hai thầy trò nương tựa nhau. Rồi, bây giờ là chắc sư phụ đang ăn lót dạ buổi xế nè. Tại hồi chiều chắc là hồi trưa là bị đau quá nên là ít ăn. Giờ
ăn xíu đồ ngọt vô, bụng dạ sư phụ cũng yếu lắm, nên là ăn hay dễ bị đau bụng, nên là sư phụ hay ăn bánh ngọt để cho nó có năng lượng. Biết là người già ăn vậy cũng không tốt, nhưng mà nhiều khi ăn cơm không có nổi thưa quý bà con. Rồi, clip tới đây cũng đã dài rồi, cũng hơn 30 phút rồi. Bây giờ có lẽ cũng xin chào và hẹn tạm biệt tất cả bà con. Nếu như có thêm thông tin gì, có thêm những biến cố gì nữa thì mình sẽ cập nhật cho quý bà con. Cảm ơn quý bà con rất nhiều. Còn nếu như quý bà con nào có muốn nghe tôi đọc sách Diễn Cầm Tâm Thế hay là Căn Duyên Thiền Định, nói chung là những sách về chứng pháp, về căn duyên, về tâm linh, thì hãy đừng ngần ngại bỏ lại phần comment, thì tôi có thể phục vụ quý bà con ở những đêm live stream. Tôi có thể phục vụ được, tại vì những clip đó live stream hay là ra clip nó cũng giống như nhau thôi quý bà con. Tôi đọc cũng như vậy, tôi nói chuyện ở bên ngoài cũng như vậy, tôi lên clip cũng y như vậy. Nên hầu như những cái clip mà tôi đọc sách không có chỉnh sửa cắt ghép gì hết, đọc một lần rồi gửi tới quý bà con thôi. Nên quý bà con nào muốn vẫn nghe đọc sách mỗi đêm thì tôi có thể phục vụ cho quý bà con ở trên chuyên mục live stream. Tại hiện tại bây giờ chỉ có hai sư phụ ở với nhau, mà sư phụ thì ngủ sớm, buổi tối thì tôi chưa ngủ được, nên là có thể lên trò chuyện cùng với quý bà con ở trên chuyên mục live stream chẳng hạn. Sư phụ đang nhất từng bước khó khăn, nằm xuống ngồi dậy cũng khó khăn. Thấy khó khăn vậy á, nhưng mà đụng vô là sư phụ không có cho giúp đâu quý bà con. Sư phụ muốn tự làm, hiểu mà. Người lớn họ hay sợ họ lại gánh nào một nặng lắm thưa quý bà con. Sư phụ còn bị hạt cườm trong mắt nữa, nên là hiện tại là sư phụ đang nhỏ mắt, nhiều thứ nó tới một lần quá. Định là ngày mai là thứ hai nè, sẽ chở sư phụ tới bệnh viện mắt Sài Gòn. Bệnh viện mắt mang tên là Bệnh viện mắt Sài Gòn, ở dưới cầu Dứa, ở Nha Trang. Nhưng mà sư phụ đang bị đau quá, đi không nổi, nó sợ đi trên đường sốc, đi không nổi. Nên là để cho cái những cái vết thương nó êm êm xíu, rồi đi khám mắt sau. Hạt cườm trong mắt cũng to rồi quý bà con. Rồi, bây giờ sư phụ nghỉ ngơi rồi. Tạm biệt tất cả quý bà con.